Rồi, chào quý anh em nha. Thì hôm nay mình thanh lý cái thùng loa kẹo kéo để cho thuê nha mọi người. Thùng này thì 40 đôi, hai chép một chung, mạch T450S nha. Số điện thoại mình để cho thuê nè. Để mình thanh lý cho anh em thì cái giá bằng 4 triệu rưỡi nha anh em. Thì nếu như mà ship đi luôn thì thêm 5 xị nữa nha. Ship đi luôn thêm 5 xị nữa, còn anh em nào ở gần thì lại cái gì luôn. Rồi, thì trước mặt lo thì cái thùng đi cho thuê là cũng phải chạy xước rồi nè. Chạy xước chút đỉnh nha, chứ không có phải là đẹp như mới nha nè. Thì cái mục đích mình thanh lý là không có hư hao gì hết. Nhưng mà cái thùng này mình thanh lý để mình nâng cấp lên công suất nó mạnh hơn. Mình sử dụng men lại nha, sử dụng men cho thuê lại. Mình không sử dụng mạch kẹo kéo nữa mọi người. Mạch kẹo kéo thì mình có một thùng rồi. Đây, thùng này để mình cho thuê nữa nè. Thùng này công suất nó cũng như kia thôi, nhưng mà 5 tấc đơn, nó gọn hơn thùng này. Ở thùng này thì 40 đôi. Côn cũng rất là lớn nha, côn bát 40, côn 65 từ 170. Bát hai quay nha mọi người. Đây. Cái bát giống cái bát không phải, phải. Bát đen nhưng mà nó giống cái hai quay thôi, mà không phải đỏ nha. Phải cái sườn đỏ nha. Nó giống là hai quay, mình quên nữa. Tại cái thùng này mình ráp cũng hơn 1 năm rồi mọi người. Một năm có, một năm, cỡ năm. Đây, thùng cho thuê là phải chịu chạy xước rồi. Cái chỗ này thì mình chở đi cho thuê á, mình bị vướng vô cây cục điện mọi người. Văng vô cây cục điện thì nó làm lỗ vậy đó. Thùng thì nó còn đánh ok bình thường, không rè, không gì ha. Bình còn sử dụng được ok. Bình sử dụng được tầm 2-3 tiếng nha mọi người. Mạch T450S nha. Và tất cả có phần tận phần gì đầy đủ nha mọi người. Echo reverb đầy đủ nha. Mà T450S thì anh em nào chơi âm thanh này rất là rành cái mạch này rồi ha. Thì cái mạch này công suất của nó là 450W. Nó ghi vậy thôi nhưng mà công suất thực tế khoảng chừng 400W thôi mọi người nha. Số thực tế nha. Mic thì cũng mic UX, mic xịn nha mọi người nha. Mic này bắt sóng rất là tốt nha. Tại vì những cái mic cho thuê là mình sử dụng mic bắt sóng tốt mà. Tại vì lúc mà cho thuê thì đám tiệc đồ á, những cái mic mà bắt sóng không tốt thì nó hay mất sóng. Mình phải sử dụng mic là bắt sóng tốt thì cho nên là mới đi ok được. Rồi có chống hú đầy đủ nha. Mình có gắn mạch chống hú vô đây thêm để cho nó không có hú nha. Đứng gần chừng 2 mét thì hú rồi, nhưng mà chừng 3 mét đổ đi rồi nó không hú nha. Nha anh em. Chống hú rất là tốt nha. Thì anh em hát thoải mái nha. Lên maximum mid luôn. Để không hú nha. Cái này mình sử dụng là chép mọi người ha. Chép nè, chép như là 450. Mình lâu quá mình quên rồi. Cái chép nhỏ này thì không, chép nhỏ mọi người thấy nè, móc nhỏ này là 250 nha. Còn cái chép trên đây thì 450. Còn cái trên đây là chung tấc 6 nha mọi người nha. Bát côn zin chưa từng sửa chữa nha. Bát thì zin chưa từng sửa chữa, chưa từng cháy. Mình cho thuê chừng gần năm rồi nhưng mà chưa từng cháy côn nha. Bát còn rất là ok, chưa có bát còn zin nguyên con, chưa có làm gì hết nha mọi người nha. Thì thùng này mình thanh lý cho mọi người là 4,5 triệu nha. 4,5 triệu, anh em nào gần thì tới lấy luôn, thanh toán 4,5 triệu thôi. Còn anh em nào ở xa thì ship đi phụ cho mình thêm 5 xị nữa tiền ship mọi người nha, tiền shipper nha. Rồi thì mọi chức năng bình thường hết, không có gì hư hao hết mọi người nha. Cái mạch này cũng còn zin luôn, mạch này thì mình mới gắn đây thôi mọi người. Cái thùng này là nó sử dụng hai mạch rồi. Chút trước là mạch 980 thì sao á, mình quên rồi. 980 thì mình thấy không đạt bằng cái mạch này, cho nên là mình gắn mạch này vô. Mạch này mình gắn khoảng chừng 5 tháng nay thôi, 4-5 tháng nay thôi, chưa được 5 cái mạch này. Mạch T450S này mình gắn cho thuê chưa được 5. Mình thấy cảm thấy hay hơn mạch kia cho nên là mình sử dụng tới giờ. Nhưng mà bây giờ là cái nhu cầu của anh em miền Tây á, thì nó đã lớn hơn, lực hơn nữa. Cho nên là mình mạch kéo kéo không đáp ứng đủ nhu cầu rồi mọi người. Bây giờ mình phải là lên một cái thùng kéo kéo mà xài men nha. Bánh lực hơn men thì nó, thì mình sử dụng là súp với phun quả tiễn luôn mọi người. Mà đi show thì những cái show lớn lớn, ví dụ đám giỗ hay là sinh nhật gì đó thì thoải mái hơn.
Còn những anh em nào muốn thuê lo nhỏ thì có con này rồi. Thằng này nó gọn hơn nè. Thằng này cũng lo độ chế thôi, cắt mạch cắt từ lơ nè. Độ chế thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì có nhờ có thiện chí thì alo cho mình nha, để số điện thoại bên dưới luôn nha. Thùng bao ok, không có lỗi lầm gì hết mọi người nha. Chỉ là thùng cho thuê thì anh em phải chịu là hơi chạy xước nha. Phải chạy tại vì là để chở đi thì chạy sơn này kia đó, cả này kia thì phải chịu rồi. Nói chung là vỏ ngoài thì hơi chạy xước và lủng một lỗ thôi nè. Nó bị chóc một lỗ nè. Mé đầu, sức đầu mé chán ha, tại cái cục cái này là mình né thằng nhỏ nó chạy xe đạp điện mà nó chạy hơi ẩu á mọi người. Nó lạng vô mình lách qua một cái mình đâm, mình quẹt trúng cái cục điện. Nó đi một lỗ vậy nè. Hơi là không té. Thì cái thùng này nó hơi dài nha mọi người nha. Thùng 40 đôi thì nó lực nhất có thể trong cái lò kéo rồi mọi người. Mạch kéo thì nó không có lực được nữa đâu, nó chỉ vậy thôi. Bây giờ chỉ có lên men thì mới mạnh hơn thôi. Thùng này mình cũng nâng cấp lần mấy lần này. Nâng cấp cho nó mạnh hơn mấy lần. Nhạc thì ok rồi, tiếng mic để mình alo cho mọi người xem nha. Mở mic lên đi xa nè. Đi xa nghe mic mới rõ nha. Trước đây. Rồi đi xa mọi người ha, khoảng này khoảng 10 mét. Rồi hết bình luôn rồi anh em ơi. Nãy giờ mình sử dụng là bình. Rồi hết bình nó báo đèn lóc rồi mọi người ha. Báo đèn lóc hết bình nha. Còn đèn channel thì nó sạc nha. Đèn lóc thì nó hết. Rồi tắt thì cắm sạc. Sở lộn lại bình thường thôi. Thì các bạn nghe tiếng mic rồi ha, rất là ấm nha mọi người nha. Ấm mà hay, chống hú rất là tốt nha anh em. Anh em nào ở gần thì tới ngay cửa hàng của mình. Ngay cửa hàng của mình là AP2 xã Thanh Tân mọi người nha. Mình có để địa chỉ dưới link mô tả luôn. Địa chỉ Google dưới link mô tả luôn. Thì anh em nào có thiện chí thì chạy tới cửa hàng và xem thì chạy tự trở về luôn, mình trả tiền luôn. Còn mà anh em xa thì mình ship bao chất lượng luôn anh em nha. Bao mạnh, bao chất lượng, bao ưng ý nha. Ok nè,